Hello anh em đã quay trở lại kênh của Minh Baker. Bữa nay là giết 1000 thần thánh nè ha anh em ha. Đó. Giết 1000 thần thánh. Giới thiệu với anh em luôn, đây là mẫu giết 1000 2016. Em chủ yếu em lấy chiếc xe thôi nha, không cần thấy anh cũng được. Chủ yếu lấy xe. Đây là giết 1000 2016 ABS. Và cái mẫu 2016 này nó đã có nồi chống trượt rồi nha anh em. Nó đã có một cái nồi chống trượt. Nên con nó nhẹ lắm, nó so với những 215, 214 là con nó rất là nhẹ. Đây, thử cho anh em con. Đây, rất là nhẹ nè. Nhẹ cực kỳ luôn, một ngón nè anh em, quay đây. Một ngón vẫn bóp được. Và con này mình bán với giá là 256 triệu thôi nha anh em. Và xe này hầu như là full đồ chơi nha anh em. Anh em phải coi nha. Cái củ bô này mình gắn vô cho đẹp thôi nha. Anh em nào muốn lấy thì cổ bồi trước của mình, xe giết ngàn mình á, mình gắn cho đẹp, quay clip cho vui thôi. Anh em nào muốn lấy thì gửi mình thêm 8 triệu nữa. Hồi đó mình mua cổ này tới 20 triệu đó. Rồi thì xe này á, thứ nhất nè, cùm Rambo luôn, nguyên một cái tay thắng cùm Rambo luôn. Cái tay này nếu như anh em mua khoảng trị giá khoảng gần 10 triệu á, bình dầu luôn. Cặp gù này bằng titan giùm thiệt luôn á anh em, con này lên full net ốc titan, cặp gù này khoảng 3 triệu. Rồi cái gương này mắc nè, gương này hình như 3 triệu cái, gương này hàng hiếm luôn nha anh em. Gương này nè, em quay cho anh em coi gương này hình như là không có đâu, hiếm lắm. Đó. Không mấy triệu, còn cái trợ lực này thì mình không biết nè, trợ lực luôn bát vàng khè nè, không biết nè. Quên lâu quá không nhớ giá, giờ quay anh em không nhớ giá. Xe đã lên full nhớp titan rồi, miếng carbon này 2-3 triệu vậy nè. Anh em có thể lên Google search nha anh em. Miếng carbon này khoảng 2-3 triệu, cái này cũng vậy nè. 2-3 triệu rồi đó, carbon fiber. Bon xịn. Rồi cặp vỏ này hình như là mười mấy triệu cặp nè. Đó, cặp vỏ mới luôn nha anh em. Đó, mười mấy triệu cặp đó. Mình này mình tổng việc đồ chơi, còn cái chợ là tool này chắc 2-3 triệu rồi đấy. Tool này chắc 2-3 triệu gì cái lại chống đổ 2-3 triệu rồi đó. Rồi ốp lốc máy nè anh em. Ốp lốc máy. Bảo vệ lốc máy, bảo vệ ở đây với ở đây luôn nha anh em. Chứ không phải bảo vệ một cái ở đây dưới đây lại bên kia nữa. Đó. Rồi. Đồ chơi nó là vậy đó. À. Chưa. Xe này xe Sài Gòn nha anh em. Rồi quay cho anh em cái miếng này nè. Rồi đó anh em thấy chưa, cái này là trắng bùng đó, trắng bùng, cái này mấy triệu thì mình quên rồi. Rồi tiếp quay cho anh em coi xe này có bút ship nữa. Đây bút ship này 2-3 triệu gì đấy đó, anh em tự Google search, nhưng mà rất là nhiều đồ chơi anh em, đầy đủ luôn. Full ốc titan là những ốc này rất là mắc nha anh em, ốc lớn này rất là mắc, cả trăm ngàn, cả trăm mấy con đó. Đó rồi thì còn chần chờ nửa xe thì nó ngon rồi, đương nhiên là xe mình bán là phải ngon rồi, cho anh em nghe tiếng bô. Quá đã luôn anh em, Z 1000 là con xe mà bô hay nhất thời điểm hiện tại luôn. Hầu như tiếng bô rất là hay, cho nên người ta hay mua Z 1000, ta gọi Z 1000 thần thánh là gì á. Thứ nhất là cái form dáng nó cực kỳ đẹp. Xe này thì không có chạy xước gì luôn nha anh em, xe có dáng keo nha anh em. Form dáng nó cực kỳ đẹp. Còn thứ hai là tiếng bô rất là hay. Bốn cái lỗ bô nó ra tạo một cái âm thanh cực kỳ hầm hố và dữ dằn. Nhìn nếu một con quái thú thì chạy nó giống như là con quái thú anh em. Cái trợ lực này rất là đẹp hơn em ha. Nguyên một cái mảng vàng nó nằm từ đây qua đây rồi xuống đây luôn. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời luôn. Này là có miếng ốp chống trượt anh em, khỏi trượt. À, khỏi trượt, cái này miếng chống trượt. Ốc tán nè anh em, cục máy nè còn mới đã lắm luôn á. Nói chung là còn xe còn rất là đẹp. Này anh em mua về bảo hành cho anh em đi vu luôn, khỏi sợ gì luôn, dĩa nè anh em. À con này chuẩn là 15.000 nha anh em nha. Đó dĩa nè, cực đẹp luôn, không có một vết lởm xước hay là do thắng gấp gì luôn anh em. Nói chung là xe này chủ trước đi rất là ok, chủ cái ý quyền qua mình thôi nha anh em. Đó rất là đẹp. Và cái dàn đèn của nó nhìn cũng rất là khủng. Này. Đèn rất là đẹp. Cho anh em coi đèn, đèn trước. Đó. Đó, trời sáng. Đó. Đó. Quá tuyệt vời luôn anh em. Phải nói là lâu lâu á mình về những con siêu phẩm này cho anh em á. Anh em chọn lựa mua chơi
mua mấy xe này một phát làm idol luôn anh em, idol với trẻ. Nói chung con này mình không đi cũng được, mình để chân nó vẫn đẹp anh em, đẹp lắm. Thì 2016 đặc trưng của nó là con nhẹ, nồi thông minh, anh em chạy Vivu. Còn những 2015, 2014 thì nó hơi cứng, nó hơi cứng, anh em chạy nó hơi mệt chút xíu. Đúng là con này ốc tán còn đẹp, mọi thứ còn đẹp, ken xà beng luôn anh em. Xe Sài Gòn nữa anh em, anh em nào muốn mua trải nghiệm ủy quyền đều được nha anh em, mua quán ủy quyền đều được đó. À có giá đỡ điện thoại nó chưa quay hết cho anh em, đây cái giá đỡ điện thoại nè anh em, tăng ra tăng vô dù cái điện thoại như thế nào là cũng ra vô được đó đó, ok chưa anh em. À, bi Max 62 vô ngồi thử xe cho anh em luôn nè, người mẫu nè. Lên luôn người mẫu, có người mẫu mét chín nữa nè. Người mẫu mét chín, mang giày nữa mét chín ba. Hồi đợt tôi quay với ông Trần Quốc Anh á, biết không? Quốc Anh đóng phim Trạng Quỳnh á, má tôi quay với ổng một mét chín rồi mà ổng còn mang giày độ 7 phân nữa, má tôi đứng với ngước mặt luôn. Rồi 1m62 nè, ngồi ok cho anh em, mang đôi giày vô nữa là đẹp, đôi giày nữa là đẹp luôn. Mua xe này cái đảm bảo anh em là có bạn gái liền luôn, cái yên này chở bạn gái rất là phê, chở bạn gái là rất là đã luôn anh em đó. Với lại anh em để ý mà những người chở chạy Z1000 mà có bạn gái chở là mông rất là cong, ngồi giống mình là đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn anh em. Nói chung mà mua Z1000 về chạy là auto của bạn gái, mà bạn gái ngồi lên cũng đẹp, chân dài hay chân ngắn ngồi á, nó sẽ show luôn được cái phần mông ra lại phần chân, ví dụ chân ngắn mà nhìn nó vẫn là chân dài. Mấy chị em khuyến khích chồng mua nha, với lại cái yên này nó ngồi thoải mái hơn những cái dòng khác. Review xe, review vợ người ta. Rồi, ok. Vậy nha anh em. Rồi anh em nào thích thì cứ liên hệ Zalo cho mình 0916640653, hoặc địa chỉ nhà mình thì rất là dễ. Tiếp và sát bên trường trung học cơ sở Phú Định luôn. Anh em gõ trường học cơ sở Phú Định là tới là thấy nhà mình thôi. Rồi, dễ dàng. Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha. Cái này cũng tên An nè em, này cũng tên An nè. Này cũng tên An nè. Kỹ hơn anh. Này cũng tên An kìa. Này cũng tên An kìa, kêu kỹ thuật. Má mất kìa luôn. Bi dắt xe đi à, lo xin chữ ký bỏ xe đây luôn, dắt qua kia kìa, dắt để qua kia kìa để xe nó ủi. Mê xin chữ ký anh em. Thank you.